Xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, trong tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và sau đó thì từ sáng sớm mai 22 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai, Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao còn dưới 8 độ. Theo dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài trong cả tuần tới và có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa cho tới nay. Vì vậy, bà con cần chủ động có các biện pháp để giữ ấm cho gia súc, cũng như đảm bảo thức ăn khi đây mới chỉ là đầu mùa đông. Cụ thể là bà con không thả rông, chủ động đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt, che chắn chuồng kín gió và nền chuồng thì khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm. Có kế hoạch để dự trữ thức ăn, rơm cỏ khô, bổ sung thức ăn tinh để cung cấp đủ dinh dưỡng, hòa nước muối cho trâu bò uống để tăng sức đề kháng và chống lạnh. Đặc biệt là thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho trâu bò theo quy định. Quay trở lại với tình hình thời tiết, với các tỉnh miền Trung, cùng với quá trình tăng cường mạnh của khối không khí lạnh phía Bắc, miền Trung sẽ có mưa trở lại. Mưa xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ và sau đó thì sẽ xuống khu vực Trung và cả Nam Trung Bộ trong khoảng trưa chiều ngày 22 sang ngày 23. Cường độ sẽ ở cấp mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to và to nhất là ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong 24 giờ tới chịu tác động yếu của rìa phía Bắc rãnh thấp xích đạo nên ban ngày trời sẽ có nắng với nhiệt độ là khoảng 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Đến chiều tối mưa xuất hiện rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh miền Nam. Ngoài ra thì bà con Nam Bộ cũng cần lưu ý với chiều cường dâng cao có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông. Đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 21 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.